Xin chào toàn thể anh em nhá. Hôm nay lại đi đào gốc cà đấy. Cái vườn này thì vườn em này, vườn thằng em cột kèo. Ui gốc này ác nhá. Ác thì không dám đào mấy gốc này thì đang để thu hoạch. Rất nhiều gốc chưa chặt đẹp nhá. Đây vườn cao su này, vườn tôi này. Ngày xưa mà cái vườn cao su này mà trồng cây cảnh thì chắc giờ cứ này mười mấy năm. Vườn này giờ cho người ta thuê cạo. Mấy năm mà tôi không cạo cao su. Qua cái vườn này mới đến vườn tôi bên kia. Vườn tôi bên kia là tôi cũng chặt hết này. Ngày xưa chặt thì cho người ta lấy củi hết này. Giờ đi vào cái vườn này, vườn em có cây nào chặt thì đào. Cái gốc cà phê này thì anh em dặn nó nhiều lắm, chắc còn cả chục anh em nữa đấy. Nhưng mà tôi cứ đào về thì hợp, tôi cứ gửi đưa cho anh em đường link thì hợp với anh em nào thì anh em mới lấy thôi. Chứ còn mỗi gốc nó một hình dáng. Đây, như gốc này chặt là đào được, nhưng gốc này hơi xấu. Giờ hơn 1 giờ vẫn nắng. Sáng thì bận nhiều việc không đi được. Gốc này mấy cái chùm hoa. Thì gốc cà này thì nó tương đối dễ sống. Tại vì năm ngoái với năm kia tôi cũng đào cho anh em một số gốc gửi đi. Thì anh em cũng gọi là chia sẻ lại là nó rất là dễ sống anh em ạ. Ngày xưa thì tôi cứ cái gốc này này nó bị chết cây ấy, thì tôi mình đánh từ hố này sang hố này ấy, thì trồng nó sống bình thường anh em ạ. Đây gốc này nó chặt rồi nhưng mà nó không được đẹp. Đây có mấy gốc chặt toán rồi. Đây, cái gốc này không chặt này. Ui, gốc này hay phết này. Đây này, chặt là lý do chặt là vì nó nằm ở dưới cái điều này. Ấy, gốc này hay này. Ui. Ấy. Nó lũa bên này. Ui, gốc này hai thân đẹp. Gốc này chỉ lấy đến đây thôi anh em ạ. Thân nhỏ lên đây. Một thân nhỏ, một thân lớn, thân to chắc lấy trên đoạn này. Vừa mát. Bây giờ tôi đào gốc này anh em xem cho vui nhá.
gốc là đẹp đấy anh em ạ. Xử lý cái đấy cái rễ cọc cái đi này. Làm cây cảnh mà cứ muốn tạo bệ sau này thì cái rễ cọc nó cứ phải xử lý đi anh em ạ. Thì sau này nó mới phát triển những cái rễ hông này tạo thành bệ. Cắt cẩn thận là đoạn này đi là ok. Lù hơi ác với đoạn này phần gốc này. Ui, gốc này khá đẹp anh em ạ. Lù này. Lũa này. Hai thân. Mặt bên này thì đặc luôn, lũa luôn. À, lù luôn. Nhưng mà để chơi thì mình chơi bên mặt này mà chơi quá định đủ cái đoạn này xong mà nó phình này. Đấy gốc này anh em nào lấy thì lấy, còn không thì tôi trồng gốc này cũng được. Đào miết mà cũng chưa trồng được cây nào anh em. Tí tôi lại gửi đường link cho một số anh em, thì anh em nào ưng thì tôi lại để cho anh em.